Tử vi chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Mùi cần tu dưỡng bản thân, thất sát gặp chính quan thị phi khắp nơi. Không thể để người khác có cớ bàn tán hạ bệ bạn, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp và danh dự bản thân. Còn các con giáp khác thế nào, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tuổi Tý. Nếu hôm qua của tuổi Tý rất tốt thì cuối tuần không được như ý lắm. Vì thủy vượng át hỏa nên thân thể mệt mỏi, làm gì cũng thấy không có hứng thú, cơ thể yếu nên muốn làm cũng lực bất tòng tâm, nhiều khi thấy rất bất lực và khó chịu. Thiên tài mang tới đường làm ăn bên ngoài cho bạn. Với người kinh doanh tự do, có nghề tay trái thì đây là cơ hội không thể tuyệt hơn để bạn kiếm tiền. Tiếc là thân thể không tốt nên không thể phát huy hết khả năng. Tình cảm gia đình hôm nay của người tuổi Tý đặc biệt tốt. Thực thần không chỉ mang tới sự quan tâm của người nhà mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng quan hệ đặc biệt tốt. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và yêu đời vì những cử chỉ tuy nhỏ bé nhưng thiết thực. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu có ngày chủ nhật, đường công danh sáng rõ, có chức vị đàng hoàng. Tam hợp vượng mang tới cho bạn không chỉ là cơ hội mà còn là người giúp đỡ trong công việc, nên không có gì không phát triển được, cố gắng lên. Nhờ có chính tài giúp đỡ nên vận kiếm tiền của bản mệnh đang vào đà, bạn nên chia sẻ vận may của mình với người khác, vừa để tạo mối quan hệ đồng thời cũng có thêm bạn bè trên đường làm ăn. Đặc biệt là với những người làm kinh doanh bán hàng thì lại càng nên như vậy. Thân thể khỏe mạnh là cái lợi của tuổi Sửu, hỏa vượng sinh thổ, bạn cảm thấy phấn khởi nên dậy sớm dù là ngày nghỉ. Hôm nay có bận rộn tới đâu, làm việc nhiều tới đâu, bạn vẫn trụ vững, cuối ngày không có chút mệt mỏi nào. Tuổi Dần. Hôm nay người tuổi Dần nghênh đón chính quan, chủ phúc lộc, có người âm thầm tương trợ, nên dù gặp khó khăn cũng hãy vững vàng và lạc quan. Đặc biệt quan tinh là người có tiếng nói, bạn mệnh ít khi bị lép vế so với người khác. Nhưng tứ hành xung cẩn thận mối quan hệ với cấp trên, bạn cần ứng xử khéo léo, cương quyết mà mềm mỏng, không nên quá cố chấp hay dùng thái độ cứng rắn, sẽ khiến người đó mất lòng, không tiếp tục ủng hộ bạn trong công việc. Đề phòng kiếp sát, tuổi Dần không nên xuất hành xa hay tính chuyện trăm năm. Khi gặp gỡ người yêu nên thận trọng trong hành vi, đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá xấu về bạn. Tuổi Mão. Hôm nay người tuổi Mão bị tiêu hao nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Bạn cần ăn uống nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh các hình thức ăn kiêng, tránh làm việc quá sức, tránh thức đêm ngủ ngày, sức khỏe là vốn quý, nên trân trọng và bồi đắp hàng ngày. Do đã bận rộn cả tuần và bỏ nhiều công sức, nên người tuổi Mão hoàn thành tốt công việc, sự nghiệp vững vàng, không gặp trở ngại nào đáng kể. Vì thế tài lộc dồi dào, có thể không phải là món tiền trước mắt, có ngay nhưng cuối tháng thì sẽ là khoản khá. Trong một ngày thong thả như chủ nhật, tuổi Mão nên cùng gia đình tận hưởng những giây phút ấm áp. Bạn có thể tổ chức một buổi picnic nho nhỏ hay cùng nhau xem một bộ phim ưa thích với những người thân yêu. Tuổi Thìn. Chủ nhật của tuổi Thìn có kiêu thần chủ về lãnh đạo nên tinh thần đi đầu, tiến lên khá rõ ràng. Bạn là người tiên phong nên công sức và thời gian cũng bỏ ra nhiều hơn. Có thể cuối tuần này sẽ phải tăng ca, làm thêm, không có thời gian nghỉ ngơi. Kiêu thần là cát tinh nhưng cũng là hung tinh nếu bạn không biết cách làm chủ. Nên giữ cho bản thân thái độ hài hòa, tiếp thu ý kiến đóng góp của những người khác để hoàn thiện bản thân hơn. Đừng cố chấp coi mình luôn đúng và dùng quyền lực để áp chế người khác. Thất sát tuy còn ở khá xa nhưng vẫn nên đề phòng. Chuyện va chạm xe cộ hoặc cãi cọ với người lạ, ngoài việc bản thân tự ý thức về an toàn đi đúng luật thì còn phải giữ được bình tĩnh khi sự việc xảy ra. Tuổi Tỵ. Hôm nay tuổi Tỵ có một ngày cuối tuần vượng tài vượng lộc khi chính ấn trải thảm đỏ cho bạn tiến vào con đường đầy hoa hồng. Những món đầu tư bắt đầu thu lãi, công việc cũng hứa hẹn những khoản tiền tài bội thu. Công việc trong tuần hôm nay sẽ nhận được kết quả như ý, có món lợi do người khác mang tới tận cửa. Người tuổi Tỵ cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ nên có phần rộng rãi với bạn bè, tiêu tiền không cần suy nghĩ cũng mua sắm khá tốn kém. Hỏa vượng tính nóng bốc lên dễ không kiềm chế được, có thể sẽ gây hấn với người khác hoặc bất bình tĩnh khi va chạm với người khác. Điều này sẽ mang tới cho bạn rất nhiều rắc rối, thậm chí liên quan tới pháp luật, tòa án, lao ngục, nên đặc biệt chú ý tự mình nhắc nhở bản thân.
tuổi ngọ. Hôm nay người tuổi ngọ có thăng tiến trong công việc nhờ ấn tinh. Bạn là người hiểu rõ thời cuộc, biết vị thế của bản thân và biết lợi dụng người có quyền thế để tiến thân, nên con đường sự nghiệp thoải mái, có đường làm quan rõ ràng. Nhưng hỏa vượng nên nảy sinh tính nóng, rất dễ làm tổn thương những người xung quanh, mất hòa khí trong gia đình. Đặc biệt hỏa khí còn làm hại sức khỏe, khiến bạn mệt mỏi, tổn thương gan thận và ngũ tạng, cần bổ sung nước cùng đồ mát để thanh lọc, giảm bớt tính nóng trong người. Người tuổi ngọ nên sắp xếp thời gian ở bên người thân, quan tâm tới họ nhiều hơn. Bản thân có thể tập trung nhiều thời gian, sức lực cho sự nghiệp, nhưng không nên bỏ bê gia đình, cần có sự cân bằng tương đối giữa hai thứ quan trọng này. Tuổi mùi. Hôm nay là ngày mà người tuổi mùi cần tu dưỡng bản thân. Thất sát gặp chính quan thị phi khắp nơi, không thể để người khác có cớ bàn tán hạ bệ bạn. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp và danh dự bản thân. Ngoài chuyện đó ra thì hôm nay là ngày khá thuận lợi với tuổi mùi. Mọi sự đều thuận hòa, kiếm tiền khá, công việc trôi chảy, quan hệ xã giao có bước phát triển mới. Bản mệnh không có gì phải buồn phiền, chỉ cần khép mình, ít tham gia chuyện ngoài lề là ổn. Nhân cơ hội có thực thần chủ việc hỉ, nên cùng người yêu có một buổi hẹn hò thú vị, không chỉ là đi ăn hay đi dạo, hãy thử cùng nhau học nấu một món ăn mới, đi chơi một trò chơi hay học một môn thể thao nào mà cả hai cùng chưa biết. Tuổi Thân. Tuổi Thân có một ngày chủ nhật có thân tị tương xung, nên đừng quá tin người kẻo bị lừa đảo, đặc biệt là những người bạn cho là thân thiết cũng không nên một lòng một dạ giúp đỡ. Người đó có thể đang cố tình lợi dụng bạn, nhưng không tốt lành gì cả. Ra đường chú ý trước sau, tuân thủ luật giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu, hung tinh gây tai nạn. Bị xử phạt sẽ gây rất phiền phức. Nếu không may mắc phải cũng nghiêm túc chấp hành quy định, lách luật sẽ mang đến điều tệ hơn. Có thực thần cầu may, bản mệnh nên dành thời gian đi lễ chùa hoặc tĩnh tâm ở nhà nghe Phật Pháp. Vừa tránh được họa lại tích thêm phúc đức. Hơn nữa, người tuổi Thân nên tham gia những buổi học yoga, thiền hay bộ môn tinh thần nào đó để giữ cân bằng cho tâm hồn. Tuổi Dậu. Tam hợp nâng đỡ vận trình giúp người tuổi Dậu có một ngày chủ nhật khá sảng khoái, thoải mái. Bản mệnh không cần phải lo lắng, thậm chí nhờ quý nhân mà bạn còn có thể gặp được cơ hội công việc có 102, thay đổi nghề nghiệp đang làm theo hướng tích cực. Tình cảm có bước phát triển theo hướng tốt nhờ thực thần làm mối. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỷ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương. Thương quan chủ thị phi, người ngoài thường hay gièm pha những lời không hay, nên bạn cần chú ý hành vi lời nói, không nên để mang tiếng. Đặc biệt tránh xa những người có tính hai mặt, đưa chuyện hay nói xấu người khác, kẻo chính mình là nạn nhân. Tuổi Tuất. Chủ nhật tuy là ngày nghỉ nhưng người tuổi Tuất lại bận rộn hơn bao giờ hết do công việc bận bất ngờ. Thiên ấn lợi danh là quý nhân sẵn sàng dìu dắt, giới thiệu cho bạn cơ hội làm việc tốt. Người này giúp bạn rất vô tư, không cần hồi đáp, quả là đáng quý. Hôm nay tuổi Tuất đứng chữ ấn thì không thể ngơi tay. Bù lại nói có người nghe, được nể trọng, kính mến. Nếu là quản lý lãnh đạo thì cần học thêm về thu phục nhân tâm, khéo léo động viên cấp dưới sẽ mang tới hiệu quả rất tốt. Kiếp tài không tốt cho mua sắm, xây sửa nên đừng vội thay mới đồ dùng hay sửa sang nhà cửa, dễ bị tốn tiền mà không mua được đồ ưng ý, hao tài tốn của vô ích. Cần thận trọng hơn trong những khoản chi tiêu, nhất là khoản lớn. Tuổi Hợi. Hôm nay người tuổi Hợi gặp tương xung nên gia đình không được yên ấm, hòa thuận. Bạn cần có một người đứng ra hòa giải để mọi chuyện lắng xuống. Trong lúc này đừng nên có thái độ gay gắt, mất bình tĩnh sẽ đẩy sự việc đi xa hơn. Bản mệnh nên cầu thực thần quý nhân trợ giúp để có cơ hội giải bày tâm sự với người trong nhà. Biết đâu sau khi thẳng thắn với nhau thì mọi người lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Đã là người thân thì không thể bỏ được nhau, càng không thể có vướng mắc mãi được. Hôm nay là ngày nghỉ nên dù đường sự nghiệp và tài lộc không có gì khởi sắc cũng không sao. Bản mệnh cứ yên tâm là sang tuần mọi sự sẽ tốt lên, cố gắng giải quyết ổn thỏa trong tương lai trước đi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của lịch ngày tốt.